Hàng cho 01 đúng không? Hàng cho 10. 10 01 đúng không? Biết là tay Dũng Cao con số 10. Dạ. Biết là tay Dũng Cao con số 10. 14 ngày đề thông dã man. Cho 010, 010. Cho thằng gì mới đến nhỉ, biết tay này. Cái gì em làm sao đấy 010. Thì Dũng biết là tay Dũng. Thì đúng rồi, nó cũng ra 010 rồi. Đấy, nhìn ra 010. Hằng ơi, Hằng, Hằng đi vào mồm những thằng nào đang chửi Hằng ấy. Hằng đi vào mồm những thằng nào mà đang bêu dếu Hằng. Tại sao nó lại bảo Hằng cho sau giờ quay? Đi mẹ à, mày hôm qua nó cho 0100 để đổ 00 hôm nay lại ra 01 tiếp. Chiều nay nó lại cho 0110. 010. Đúng không mẹ? Đúng rồi, Dũng chia tay cho bà Lan. Mẹ nhìn thấy là nó cho thông mười mấy ngày nay đè đúng không? Đúng rồi. Mà nó mỗi ngày chỉ viết là một hai số. Trước thì cho nô, giờ đè chúng. Dã man. Đúng chưa là mắt mình nhìn thấy con số 10. Mà đông người chứ có phải một người hai người không? Đúng rồi, cho xem hai lần. Mà tại sao có một số loại con chó vào đi chửi là cái gì? Một số cái loại thằng vào chửi địt mẹ về, tao hỏi chúng mày nhân cách gì? Mày chửi mày cứ mở cái cam mấy mặt thật mày ra, sao mày cứ dùng nick giả mày vào chửi em gì? Mày giỏi mày đưa em Hằng về mày nuôi hộ tao ấy, xong là địt mẹ những thằng chửi tao, chúng mày có dám cầm đưa em Hằng về nuôi không? Cái địt mẹ mày cái bọn ăn không ngồi rồi chúng mày, chửi linh tinh. Hằng chửi chết mẹ mày, địt mẹ mày mấy thằng mặt lồn tâm hồn con cá chép. Chúng mày địt mẹ mày nói xấu à? Thôi đừng móc họng móc miệng nó kinh quá. Giới thiệu bà con đây là Hằng đầu bầy. Địt mẹ mày hoa khôi trong làng, chốt số lô đề mỗi ngày chỉ hai số thôi. Chúng mày 17 512 là cái đéo gì ấy hả Hằng? 17 512 là cái địt gì ấy? Hôm nay nó cho thằng Dũng là 010, đúng là 10 và 01. Hôm qua nó cho 0100 địt mà nó chép vào tay về. Tay Dũng này chép vào tờ tướng mà nó ăn xem. Dã man nhỉ? Thế mà tối già thật. Em giờ đi hậu ơi. Cầm quá. Ghê nhỉ? Đứng. Hằng ơi, đứng móc mày bẹn nó nữa. Mày cứ móc bẹn ai chơi mày. Một số thành phần thì chúng mày có làm ích được gì cho thiên hạ không thì tao cảm ơn, nhưng mà tao chưa nhìn thấy thằng nào con nào nuôi được ai trong cái xã hội này cả. Làm được cái gì cho xã hội cả. Còn đây tao bận cả ngày. Từ sáng giờ tao đi Hà Nội, giờ tao về nhà. Bao công bao việc của tao bỏ ra tao phải đi lo, mà chúng mày cứ nói linh tinh. Mày thiên tử mệnh, mày cứ hỏi tất cả bà con trong cái Facebook này Hằng có cho đúng như thế không? Hôm qua là 100 không? 010 0100 không? Mày có hỏi bao nhiêu người ngồi đang xem live stream mày không? Tin hay không thì mày xuống đây mày hỏi Hằng xem. Tao cho mày Hằng, mẹ mày gặp Hằng trực tiếp. Gặp Hằng trực tiếp để mày hỏi Hằng xem. Ôm ngay Hằng lại cho đè tiếp. Anh ngồi đây. Sợ nhờ. 1 10 12. Đâu hôm nay ghi đúng số là cái gì nhỉ? Nhà mình nhỉ? 10 1 em ngồi nấu mà lúc em đi nấu ấy. 1012 là chuẩn nhất. Em nấu em lên hút điếu thuốc lào, Hằng viết cho em 56 với là 01. Trên tay ở dã man. Tự Hằng viết. Như anh hỏi thật một câu là từ hôm nay em ở đây 2 hôm 3 hôm em có nhìn Hằng cho số trước giờ quay không?
nó có ghi giấy ra cho ghi vào tay cho mọi người chơi không? Có. Và em thấy cái điều lạ là một người điên mà cho số đề mỗi ngày 2 số đến 3 số mà thông trong 14 ngày, em thấy có thật không? Có. Em thấy ở đây có đông người nhìn chứng kiến cái việc đấy không? Có. Thế bây giờ anh hỏi thật là em hỏi thật với anh là nếu như bảo cho sau giờ quay thế thì anh có nhớ lúc ở trên ô tô em nói cái gì không? Đúng hàng cho là 100 không? Đọc em dịch ra là ngồi đây là 00 và 01 không? Ở trong cái live stream hôm qua vẫn còn nguyên đấy. Chung là chứ ai mà không tin đấy, cứ đến phủ này ở khoảng 3 ngày rồi sẽ biết. Nhưng mà người lành lặn như anh hôm nay anh đột được với 25 số. Cứ đến đây ở vẫn thua. Là nghe hàng nó đọc thẳng vào tai thì gì. Lúc đấy đỡ phải thắc mắc. Đột 20 số, hôm nay đột là chẵn lẻ. Em bắt chẵn lẻ thấp tiếp. Chẵn lẻ thấp thì có bao nhiêu, có không, có đầu không, đầu hai. Mà đít lẻ thì có bao nhiêu thì tự biết rồi đấy. Bỏ hẳn kép ngày hôm nay luôn. Bỏ kép 00, bỏ kép 11 đi. À bỏ kép 22 đi. Bỏ thẳng đi bởi vì vĩnh viễn luôn, không phải tính nữa. Kể cả đít không bỏ hẳn luôn. Kể cả đít không bỏ hẳn luôn. Bỏ vĩnh viễn luôn. Đây anh đột chẵn lẻ mà anh đột đầu trung nam và loại thẳng đầu á. Thì coi chính là tự đến viết cho em mà. Tính là cũng có 20 con rồi. Anh thấy Hằng là một cái người tâm thần mà nó lại làm những điều mà thế giới này chả ai làm được. Thực sự đây mình bảo mình lăng xê thì đây một mình nó nói trước giờ quay, trước cộng đồng luôn. Bao nhiêu ngày cho một câu nói thì được. 14 ngày thông cho liên tiếp mà 14 ngày cả phủ không ai dám chơi. Hôm qua 00 đổ, hôm nay ai dám đánh 01. Chỉ có mỗi con 00 hôm qua của em bảo là chủ nhật đến thứ hai. Cuối tuần này nó ra là chủ nhật đến thứ hai là nó phải ra. Chậm nhất là đến thứ ba, mà thứ ba không ra nữa thì thôi xin nghỉ. À, bắt là chẵn thấp. Đấy, 00, 22, 44. Nếu như cùng lắm là sợ chết thêm thì lót thêm là 11, 33. Chẵn lẻ đầu thấp. Còn kêu cái gì nữa, hôm qua tôi xui ngày hôm nay là chẵn lẻ đầu thấp. Hai ngày liền được. Giải thích thì bây giờ anh em này phải có sự giải thích để hiểu được. Tôi cũng rất là nhiều điều kỳ diệu mà không thể giải thích được đâu. Không giải thích được khoa học, không giải trình được. Đợi một tí, mấy phút đó. Để em kiểm soát cái cô bị... Dạ, con chào thầy ạ. Chị bị thần kinh tọa đâu nhỉ? Tình hình chị đâu? Chị bị đúng không? Tí nữa trước ngủ chị bỏ em nhé, để em kê gối và thử luôn cho chị nhé. Hôm nay nó có đỡ không? Hôm nay thì cũng được đắp thuốc hôm qua tiêm mong thì... Chị đi cùng em vào đây, đi sang bên em kiểm tra qua. Mẹ ơi, mẹ có đỡ không? Nhưng mà từ từ để dứt cái xoang cho mẹ nhé. Dứt cái xoang cho mẹ đó. Bởi vì cái này là phải giải quyết từng lớp một. Xoang cho mẹ xong, cổ họng hết, xong bắt đầu mới làm mất ngủ. Xong bắt đầu mới chữa chân. Chân đừng làm vội. Kháng sinh ra nó nóng. Để con... Bị lấm ấy. Anh ơi, con anh tình hình như nào rồi? Cháu nó hôm nay nó vẫn đau. Cái chu kỳ của nó thì nó bao giờ nó bị đau. Vẫn 5-6 hôm thì nó mới... Nhưng bây giờ thì sao rồi? Ngày hôm nay thì cháu vẫn đau. Nó có đỡ không? Nó làm gì chưa? Hôm nay thì lúc nghĩ là chưa ăn chưa uống thì các bác bảo sợ là tụt huyết áp thì là lại chưa. Sáng ngày mai anh sẽ làm cho nhớ. Ngày mai anh đi Hà Nội từ sáng mà. Anh ơi. Ơi. Cậu là mai cho hai bố con ngày rồi đấy 2-3 hôm xong rồi để về em xin cái giấy để về được hưởng bảo hiểm ấy. Ok. Bạn cố gắng về nhưng cái này bạn phải để cho tớ trong vòng 5 ngày đến 7 ngày để tớ làm. Vâng, xong rồi. Ừ. Xong rồi ok. Nhá. Bà cô tình hình làm sao rồi? Bà cô bị làm sao? Cô bị vôi hóa này. Đây này nó trồi lên hẳn cục này. Cái này đơn giản mà. Sao mẹ ơi? Có đỡ chưa? Rồi ok. Cái bệnh ù tai thì khẳng định là khỏi 100%. Ù mà buốt tai mà tai nó cứ ong ong trong lỗ tai như con ve nó kêu ấy. Khỏi 100%. Cái bệnh đấy là khỏi được 100%. Cam kết. Khỏi được 100%. Quan trọng nữa là chị thôi. Chị tiêm ngày hôm nay là tiêm ngày thứ nhất đúng không? Tiêm ong á? Ừ. Qua. Trước tối nay, ngày nay tiêm chưa? Chưa.
Tí em cho chị em luôn. Xong anh thử cho chị ngủ. Cố gắng anh trai. Tí em giải quyết việc của anh cho. Chị gái nhá. Bác xuống có việc gì bác ơi? Anh đang ở trong thời gian phá băng, bắt buộc là phải đợi thôi. Nó mềm ra rồi, dần dần mềm ra. Nhá. Mềm mà không cứng rồi đấy. Người anh nó quay dễ rồi. Cái đấy ok, cái đấy thì để sáng ngày mai con làm cho bố. Hôm nay có bố. Hai chú làm cho rồi. Ừ. Cái bệnh này của bố bị bao lâu rồi? Bộ đội về. Ngủ mỗi ngày chắc là chỉ được 1-2 tiếng rồi. Anh thì sao? Anh không ngủ được đêm ấy làm sao? Anh cởi áo á? Có rượu bia thuốc nào lúc nãy gì chè thuốc gì không? Bỏ tuyệt đối. Quay ra sao? Ok được rồi, xử lý được. Cái này làm được. Thuốc lá bỏ được hơn chục năm là tốt rồi. Bởi vì thuốc lá chất lưu ti nó gây ức chế kích thích dây thần kinh, nó cũng sẽ làm cho căng thẳng dây thần kinh, thoái hóa sớm và canxi ứ động trên tất cả các hệ thống tuần hoàn cơ thể, nó sẽ động chỗ nào thì chỗ đó để vôi hóa và gai đôi. Nên là cái vấn đề là cái thuốc lá và bia rượu là nó làm ảnh hưởng đến thận cực kỳ. Thận kém này đi, thận kém thì đến bệnh xương khớp ngay lập tức, nó dẫn đến xương khớp. Gan kém thì đến nội tạng. Mình không dùng số điện thoại, ở số thoại ở phủ mình thôi, nhân viên ở phủ thôi. Vâng. Thì con sẽ là cho bố con về gì đấy một hai hôm nào. Thoải mái, thoải mái, bạn cứ cho về. Dạ, bạn cứ về. Ok, thế thì chú cứ nhập viện này ở lại thôi, cho cháu xin thông tin đầy đủ, cháu sẽ ghi dữ liệu vào để cho nhập liệu này cho các bác ở phủ thôi. Xem bói á? Không xem cho cái tinh thần mà xem ở trong nhà trong cái miếng đất. Thế thì xin phép chú về nhá, cháu không xem nhá. Chú đến chữa bệnh rồi đòi xem bói thì thôi. Mời chú về luôn, mai cháu không chữa chú nữa đâu. Bởi vì nhà cháu không xem bói chú ạ. Không, thông cảm nhá, mai chú về luôn, cháu không nhận. Ca của chú cháu không nhận nữa. Cháu không nhận nữa, thông cảm. Thông cảm, nhà cháu không có thời gian cả. Chỉ cho những người ốm, người đau là đủ chết rồi. Còn đi xem bói hộ được, vớ vẩn. Em nghe. Cái lão. Dạ. Thì bây giờ đang bị liệt, gần như liệt một bên ạ. Chị còn tỉnh táo gì không? Có tỉnh táo. Hôm nào đưa xuống em kiểm tra cho. Lúc nhớ lúc quên ạ. Hôm nào đưa xuống em kiểm tra cho. Được. Hôm nào thì xuống được thì chạy. Anh cứ đưa chị xuống. Thời gian nào để em kiểm tra cho. Thời gian thì bây giờ hiện giờ là cháu ngày mai cháu đi họp một buổi. Ngày mai là cháu có một đấy, ngay cho chiên là lội cả ngày, sáng giờ cháu mới về. Bây giờ tầm này là tầm 8 giờ bắt đầu cháu mới về. Thì rơi vào tầm bao nữa em có mặt ở nhà, chính xác. Xin phép chú nhá, cháu không làm được, chú ạ. Kể cả chữa bệnh với cả xem bói chú, cháu không làm được. Đến nó bắt cho chữa bệnh rồi, còn đòi hỏi xem bói nữa thì nghỉ. Chỉ yêu cầu đúng cái, dọn cơm đi ra. Bê cơm lên dọn cơm đi. Ở dưới đấy cũng được. Vất vả lắm, bởi vì tất cả cái việc của phủ bây giờ là phải lo và gánh vác hết. Bởi vì đi cả ngày rồi vì lo công việc của bá tánh. Tí nữa là có đại gì để bạn. Tí nữa chị ấy là có thằng Hoàng, em sẽ bảo nó tiêm cho chị thử. Nhá. Nó sẽ rất ok đấy. Mà chèn vào. Chồng chị kìa. Có gì không anh? Tôi không xem bói bạn ạ. Nhà tôi chỉ là chữa bệnh thôi. Không thầy bói thầy đồng ở đây à. Anh ở đâu đến? Anh ở Hải Dương, anh nhầm chỗ rồi. Nhà em chỉ chuyên về người điên, người dại, người liệt, người ung thư thôi. Nhà em không xem bói anh ạ. Mời anh về.
tất cả mà anh về. Bởi vì nhà em chỉ những nơi chữa bệnh thôi, còn không có làm gì hết cả, không hầu đồng, không cúng bái, không xem bói. Thông cảm cho em cái. Vất vả cả nhà. Chào Thanh Trung Phạm nhá. Mình đã có mặt ở phủ, ngày hôm nay đi công việc của phủ là đã xong xuôi hết rồi. Cũng rất là bận bởi vì công tác ở phủ rất nhiều chuyện. Mong muốn là nếu anh em nào có duyên đi về phủ chơi thì cứ về, còn đâu có bệnh tật như bây giờ ốm, đau, bệnh, ung thư, liệt, nghiện hay điên dại, cần mình tư vấn cái gì thì hỗ trợ. Còn tới đây mình sẽ mở ra một cái kênh chăm sóc trực tuyến. Cái kênh này mình sẽ chăm sóc bà con trực tuyến tại nhà, từ xa, chăm sóc tại nhà cho các bạn. Tình hình chị gái xem cho em xem chân nào. Tình hình như nào rồi? Để mai ngày kia ăn da đen phát là bắt đầu là lá kháng sinh thôi. Chưa mạnh à? Mỗi ngày có dùng thuốc không? Có, sáng một lần, chiều một lần. Bây giờ bắt đầu có đó. Sáng ngày mai bắt đầu em ra làm cho chị. Dạ. Nhá. Dạ. Em làm cho chị tầm 2 ngày 3 ngày nữa là chị xuất viện được. Rồi, ok. Chỉ trong 2 ngày 3 ngày khỏi vĩnh viễn. Dạ, rồi. Cam kết cho chị là bệnh của chị khỏi. Rồi. Nhá. Ok nha chị nhá. Anh cho em hỏi chút nữa à. Nếu khi em đến sáng được không hay là phải đến? Chị anh cứ đến giờ hành chính thôi. Giờ hành chính ở phủ đây là có những bệnh sĩ, bác sĩ và những nhân viên đây kiểm soát. Những cái gì mà thuộc là lặng như thế là tôi sẽ làm. Nhưng những người đang ở đây toàn những người lặng, bệnh viện nó giả về hết mà. Đi các nơi bệnh viện thì không khỏi, giả về hết là tôi nhận những ca này tôi xử lý. Hello anh. Con xin phép cả nhà con ăn cơm nhá. Ăn cơm. Đấy đó mà. Bởi vì... từ sáng tới mình đi làm như này, công việc cũng rất là nhiều. Các anh em biết rồi đấy, cực kỳ là nhiều, không hề được nghỉ đâu, phải làm thông. Con lệnh xa đấy mẹ, đấy bề trên, con lại các ngài chứng tâm cho đệ tử con. Mình là người chữa bệnh thôi, không có cúng bái hầu đồng hay là xem bói cái gì cả. Nhà mình là... Có việc gì không em? Dạ, đứng sướng xem bói à? Xem bói về em ạ. Nhà anh không xem bói. Không làm được sai quy trình hết rồi. Mày làm toàn sai quy trình thì tao dạy cho chúng mày, nhưng mà chúng mày có chịu học đéo đâu mà. Lấy cái bông ra, nó bắp nó vào, xong mày lấy túi lông bịt kín nó vào. Toàn làm kiểu thế làm sao đạt tiêu chuẩn được, phải lấy cái bông gòn ra, lói một cái kiểu, làm kiểu thì đeo bao giờ khôn lên được. Toàn những thằng ngu tự biên tự diễn cho những cái thứ linh tinh thôi. Dạy như thế nào rồi không chịu làm. Tao làm chỉ cái ngày thứ ba người ta đã trong vẩy rồi. Mới làm một tuần rồi người ta vẫn chưa trong vẩy. Người ta chỉ ngày thứ ba nó đã trong vẩy rồi. Thôi rồi. Sao thế? Hả? Cứu cái đéo thì một vân mày bị làm sao? Một vân mày bị làm sao mà cứu mày? Mày lên cam mày nói tao. Cam tao mày nói tao nghe xem nào. Cứu cái gì mày? Rồi em chào anh. Rồi em chào anh. Rồi em chào anh. Đến thì xem bói, có nhận xem bói đâu. Đi làm bằng chết thì được. Đâu rồi, cái con một vân này mày bị làm sao mày bảo cứu mày. Mong anh trả lời em đi, anh mong anh cứu em. Cứu con em với, bị làm sao em thử nói anh nghe xem nào. Con em bị làm sao? Địt mẹ à, toàn như bọn chim lợn đi, địt mẹ à. Chúng mày địt mẹ đến con lôn đề, chúng mày địt mẹ mày. Con em bị bại lão, lầm chỗ 12 năm nay rồi. Mẹ
cái bài não này không chữa được đâu nhá. Nếu như hỗ trợ để mà thử nghiệm chăm sóc để mà chữa cho cháu thì có thể đưa xuống phủ để kiểm tra, chứ còn bại não thì không chữa được đâu nhá. Anh cứ nói trước như thế, tự ái anh cũng nói chị ạ. Gọi ra làm xôi chuẩn chưng nói hành xôi nhá. Anh em trong nhà chúng cả bệnh bại não không chữa được đâu, nó chỉ làm đỡ được, đi được, ngồi được một thôi. Đấy là may có những người làm được. Những cái người đến đây xem bói xong thì bảo người ta về đi ngay từ đầu đi. Đến đi làm cái gì? Toàn như ông Ngân ơ, bà ơ đến đây lô con luôn đè đi mẹ. Gặp mẹ mày Hằng nghe. Ra gặp Hằng nghe nó cho 0-1-10 ấy. Đi mẹ lốc mẹ mày. Tao làm còn khổ đít mẹ hơn cả chó không cứt đấy. Đít mẹ đi từ sáng giờ đít mẹ mày đi từ Hà Nội về giờ. Ai muốn cần gì cứ xuống gặp Hằng, giờ đít cho Hằng cũng được. Tôi Hằng đi đâu rồi? Mấy con chó chứ mày bảo chửi đít mẹ mày, chúng mày có giỏi mày cầm Hằng mày nuôi hộ tao xem nào. Thì cả nhà chúng mày, mày vào chửi người ta, chúng mày có biết người ta đang nuôi bao người điên người dại, người dại người tâm thần không mà chúng mày nói câu đấy. Trời em khổ quá rồi, em bỏ cái túi giờ ăn cơm em còn đeo cả túi. Tố vất vả. Sao mất túi. Ăn đi cho con nó mập. Nhiều thế còn thế nào nữa. Tình cảm thế nào tình cảm mà bắt ăn luôn. Đâu? Ăn mỡ chứ anh, để cho nó thấp tướng. Ngon. Mình gửi cho anh em thôi. Không đâu. Trời ơi, con em ngủ hay bị giật mình. Tí bạn quay video tôi hướng dẫn cho bạn cách chữa cho những đứa trẻ mà bị trở mình này, bị giật mình này. Tí nữa. Nói, mà chim. Bánh trưng có nhân thịt à? Không. Bánh trưng tôi bỏ nhân thịt ra. Nó là bánh trưng có nhân thịt nhưng tôi bỏ thịt ra bởi vì tôi không ăn. Tất cả thịt cá là không gặp vào đằng này chim nghe. Cấm không được ăn cơm nữa. Có ai chửi đâu. Nó vào nó nói nó lôi cái Hằng ra làm trò hề. Tao hỏi chúng mày thì mẹ mày tao không làm như thế làm sao chúng mày biết đến người điên người dại tao đang nuôi. Những người ta đang khổ như nào mà chúng mày không thức tỉnh đi. Thì mẹ con lôn đè cứ chơi chú đẩy vào xong rồi chúng mày đi ăn vạ. Tiếp tục tí công trình lại tiếp tục làm công trình của ngày hôm qua. Nó là hoàn thiện nốt cái tượng của chú à. Bằng công nghệ nhà mày. Công nghệ của chuối của tôi. Tôi sẽ đang làm công, làm cái tượng chú bà Lắp Vương ở Điện Biên. Thế còn ngày hôm nay đè đủ 0-1-10 thì ngày hôm qua tôi đã đọc rồi đấy. 0-1 và 0-0 đây. Hàng cho 100. Cái sờ tao tút của tôi vẫn còn nguyên si xì lì luôn. Chúng mày dịch ra xem có bao nhiêu số. Đọc Thái Bạc nhá. Anh nghe. Một chút nữa tí anh ra điện cho anh đang Hải Phòng rồi. Chị Hằng bây giờ nó tỉnh táo rồi, nó mặc được quần áo, nó tắm rửa được rồi. Và đã được giặt được quần áo rồi. Đấy. Lưng tạ được 40 phát rồi. Trịch trịch rồi. Thằng nào lấy em Hằng nhá, ngày nào được trịch diện thì bảo đến đây tao tuyển chồng cho Hằng. Chị gọi Hằng ấy cho em nghe. Hai. Ra tuyển chồng cho mày. Mẹ mày kiếm thằng chim to quét đất. Ngày làm 5 phát.
Thằng ơi, ra đây ngồi cạnh anh trong lòng rồi. Mày tụt quần từ nhà vệ sinh đi ra, mặc quần vào. Em lên truyền hình mà anh đi tuyển vợ, à, tuyển chồng cho em mà em lại cởi chuồng em đi ra. Thế thì ai dám lấy em nữa, mặc quần nào. Thằng bé nó cứ ngập nước cửa, nó đi ra nó để nguyên như thế. Thằng bé rồi. Thằng ơi, nó dạ nó đẩy nguyên tôi hơn đấy, nó đi ra luôn. 99, không biết tháng nào nóng. Cáp. Mai gọi cáp truyền hình xuống. Không, chị đóng. Chờ xong lấy tiền nóng. Đây, tôi nói thật luôn đấy, hàng vừa cả chân kiểu chuồng. Đây, điện thoại em đang xem. Đây, chị nói. Tin. Chị nói luôn. Cho anh nhìn luôn, hàng đang ở trong nhà vệ sinh. Hàng đi ra, hàng đẩy luôn chuồng như thế. Đâu rồi? Đây, Hằng đây. Đây. Hằng ơi, kéo quần chưa? Ra đây chị, nhanh. Có người hỏi em chào cả nhà chưa? Em nói chào cả nhà đi. Nói chị nghe, chào cả nhà. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền á? Tiền gì? Cháu xin đồng. Thôi cháu xin đồng, nhưng lấy mấy đồng? Cháu lọ 1.000 là nhà đấu. Cháu lọ 1.000 á? Lọ ai 1.000? Lọ ai 1.000? Đi ra đánh Đức gọi, nghe ra anh Đức gọi. Đây, ai tin không? Anh đi chào cả nhà chưa? Thằng nói chào cả nhà đi. Này, cho cháu 1.000. Đức. Đức ơi, cho cháu 1.000. Đấy, ngồi đấy. Tí cho 1.000. Đây, thằng đây. 1.000 đấy tí. 1.000 có cho hẳn 5.000 được không? Được chưa? Cho hẳn 5.000. Đóng ra. Hả? Ít bậy 257 nó đổ nữa. 09 40 857. Nhắn theo ra đề nữa. Được chưa? Cho hẳn nhá. Đấy là anh tin, anh bồi thêm hai tờ nữa. Anh vừa nhặt được ở trong nhà vệ sinh anh đi đái ở Hải Dương. Anh nhặt được con bé vừa tương tăng tương đẩy nó đưa đi qua. Đưa thằng này. Nó vừa đi qua thế là anh nhặt được hai tờ đấy. Tờ này 358. 358. Cháu 12 tuổi. Cháu 12 tuổi á. Tờ này là 381. Em lấy tờ nào? Đây, lấy tờ nào? Em. Lấy tờ nào thì nghe. Có tờ chuẩn không phải chị em mình. Lấy cả hai tờ, lấy một tờ thôi. Đấy bay đũa rồi. Úi giời ơi. Xong. Lau cho sư phụ nhanh. Ôi lên. Sai. Một lắm gì. Sai. Lấy tờ nào? Ngồi xuống. Đưa đây, đưa đây, để đây. Ngồi luôn, đây ngồi đây, ngồi đây. Ngồi. Hằng ngồi đây. Ngồi đây, ngồi xuống. Ngồi đây. Nghe vừa xin 1.000 cho hẳn 5.000 rồi. Không phải Hải Dương em nhặt được mà. Yeah. Em nhặt được tiền ở trong nhà sinh ra có hai bé trông như kỹ nữ. Sinh gái hot girl rơi hai tờ tiền. Hải Dương rơi hai hoàn gái thì không sao nhưng rơi hai tờ tiền. Chào Hoàng Hiệp nhá. Ừ. Đưa đây. Mà, cho số gì? Đưa đây. Ngồi xuống đây. Em uống nước không? Mày vất vào rau tao. Con dở ơi. Mày vất được bay rau tao làm. Vừa xin 1.000 cho 5.000 thôi mày lại vứt đi à? Thôi đi, cứ làm tập thì tiêu nhiều nhà đi. Cứ ra khi à mày... Đây, rút một tờ. Rút một tờ nhé. Cháu xin tờ. Phan, sạc luôn. Sạc cháu luôn. Xin một tờ nhé. Sạc. Sạc ngay. Ừ. Bây giờ nhá, giới thiệu tất cả anh em đây là chị Hằng. Cho đề thông 14 ngày. Hôm qua chị cho là 0100, đề hôm qua là đổ 00, hôm nay là 01, ngày mai con gì hỏi tiếp nhá. Không đấy em vô dâu chị rồi nhá. Chào bà chị con ấy, chưa có chồng nhưng đã có con, đang được chuyển trái tân, chim to cổ tay, quấn cổ hai vòng quét đất cũng được nhá. Ngày làm 5 phát trịch trịch. Chị Hàng nghe chị có lời nói là ngày nào cũng được trịch diện, thằng nào xin là chia cho trịch diện. Cười đi, cười lên nào xinh gái thế. Mà lần sau em ra tiếp khách bà con trên cộng đồng mạng thì em phải mặc quần rồi nhá. Đừng có để thường không kéo quần lên như thế nhá chứ. Quần ghê quá. Ở giữa nhà. Yêu bố Thao Vũ, trịch trịch. Nào, yêu anh Thao. Yêu anh Thao, trịch trịch. Nhá, yêu anh Thao, trịch trịch. Nói. Yêu anh Thao, trịch trịch. Này, nói yêu anh Thao, trịch trịch ở đây này. Cho không. Này. Sao yêu anh Thao, trịch trịch. Em xin chị. Em xin chị, đúng rồi, đâu rồi, lấy giấy lau đi, em ăn đi. Thế vừa thì thế em ăn mà. À, vừa ăn thấy ăn ngon thế mà. Hằng rất tỉnh. Quách tinh. Đây, Hằng hát rồi chị nghe một bài đi.
Quách Tinh là Quách không ngủ. Hát chị nghe bài nào? Không hát á. Nhưng anh tí cho đi xe xe ô tô về. Hả? Thế cậu đi ô tô về không? Không biết không bệnh gì á. Hả? Không bệnh gì. Không biết con bị bệnh gì á? Là sao? Hả? Hả? Bị bệnh gì là sao? Có đói không? Ăn cơm chưa? Có đói nha. Có đói hả? Dạ. Thế bây giờ con ăn gì? Hả? Em ăn gì? Đến lúc một bữa kìa. Em ăn bánh bao không? Không ăn bánh mì. Em ăn bánh bao không? Ăn bánh mì á? Trả lời. À, xin bánh bao gì đây? Bánh bao đi ăn đi. Em ăn đi. Em muốn ăn thì em ăn đi. Bóc cái giấy ra xong rồi cho thùng rác nhá. Không vứt bừa lại nhá. Chị bảo để rác ở chỗ nào biết chưa? Dạ. Nhớ chưa? Ừ, tí em ăn xong em phải mang rác ra thùng rác em vứt nhá. Không được vứt ra đất bẩn nhá. Hằng á. Từ lúc điên đến giờ đấy, cởi trần cởi chuồng, không mặc quần áo, không ăn cái gì cả, sống ở trong mỗi nhà, không nghe. Bây giờ đã mặc được quần áo, đã chào được mọi người, đã giặt được quần áo, quét được nhà, dọn được cơm, biết chào hỏi, biết nói chuyện. Và thỉnh thoảng thì có một điều rất là đặc biệt, do chính mình khai cái đầu bờ của chị ra. Giờ chị có một cái khả năng đặc biệt, đó là chốt số trước giờ quay. Cái 14 hai. Ngày nay là chỉ cho số đẹp đề là thông. Không mờ mà còn silit. Đấy. Và cái cuối cùng nữa là giấu bất cứ quần silit ở xung quanh giường của chị Hằng. Đấy là chị sẽ lấy hết. Là chị sẽ mặc được vào trong quần chị ấy. Và chị là người kỷ lục mặc 4 quần silit. 4 quần silit một lúc. Của 4 thanh niên của Hồ Đông Đức. Lấy đúng 4 cái ở đây vơi mặc cùng một lúc. Trong đó là có anh Thân này. Anh Tuân này. Anh Kiên này. Và Tuyền Mốc nữa. 4 cái xì mốc. Còn riêng em Dũng thì hơi bị buồn một tí là đau đớn thì em mua 2 xì mới cất kỹ ở trong hòm đồ khóa vào. Thế mà sáng hôm sau là đã bị mất. Bởi vì em Hằng đã lấy 2 cái xì với mặc một lúc 2 cái xì. Thấy Hằng vô anh nào? Vô anh nào? Và có một điều rất đau đớn cuối cùng đó là bác sĩ Tâm ở Phủ Đông Đức cực kỳ đau và đớn, đó là Tâm đã đi gọi là nhặt góp rất nhiều ngày mua được 2 cái xịt mới. Thì em Hằng em mới cầm cả 2 cái xịt đấy. Giấu đi. Và bây giờ là em Tâm trong tình cảnh là không có xịt mặc. Đúng không? Em còn hoàn cảnh phổ là bị mất xịt rất nhiều. Trong đó có cả xịt của tôi nữa cũng bị mất. Làm gì ai lấy thì tôi không biết. Nhưng mà thường xuyên là em Hằng cầm xịt của tất cả mọi người ăn cắp được. Đem ra một là mặc, hai là đi đốt. Hằng có mặc của anh không? Không à? Đấy, thế được rồi. Anh đủ niềm tin anh xấu rồi. Anh bảo là em có mặc thì anh chết mẹ đi. Quá nhiều người. Hằng à? Cậu ơi, chỗ đấy có cái cốc nào không? Thì xin cái cốc cho nó lấy nước vào uống. Chứ ăn bánh không nó khô không? Hằng á? Ừ. Có nhờ cái mỏ. Hả? Mà Hằng không mặc xịt của tôi. Thế đâm ra Hằng trả lời rồi không. Thế đời đỡ nhục. Chứ Hằng mà mặc xịt tôi nhục tâm chết mẹ thì không sống trên trần đất. Nó vướng tổ tiên gia đình của tôi ra. Rồi em có ăn bánh bao không? Em có, em ăn một phát nhoàng phát hết bánh bao rồi. Nhở, ngon không? Có ngon không? Em nói chị nghe có ngon không? Đấy, em uống nước đi. Cảm ơn chị Hậu chưa? Em xin chị. Đấy to, em xin chị. Em hinh gị mồm trong phòng mẹ lên rồi. Em hinh gị mồm phòng như đống cứt. Ngon không? Ngon. Ngon. Phải lấy giấy lau chứ, ai chơi quẹt quẹt rồi thế. Mình thì lên Tam City thì mình nói thật với bạn là mình chơi thân với một số người đặc biệt ở đấy, gồm có những người như sau. Tất cả khi đi qua Tam City thì đều phải qua bạn mình, vì bạn mình quá nổi tiếng, đó là ông bảo vệ. Thằng nào ông phải qua bạn thân của mình, ông bảo vệ. Thực ra mình lên Tam City mình mua 2 căn nhà trên đấy, nhưng mà lý do không mua là vì nó không bán trả góp. Mình bảo mình cho một trình diện với một con bốn càng nhất quyết nó không nhận. Thế thôi mình đi về. Chị bóc cái này rồi, chị bóc cái này. Thằng nghe, mai anh em lên mua lửa Tam City về chơi nhỉ, nuôi bọn điên cho vui. Em xin chị. Thằng nhá, thằng ngày nào cũng chốt cho anh đi mẹ mày ba càng với đề trình diện nhá.
để cho nó rực rỡ, mua hết cả thằng đi đi để nuôi bọn điên này. Đéo cần phải làm gì hết à. Chết cả quả sung vào mồm luôn, nhai nhai ngóng luôn. Em ăn tí chí trương để cho nó ngọt. Hả? À? Ăn tí chí trương cho nó ngọt. Hả? À? Làm tí chấm chấm sung vào tí chí trương cho nó ngọt cho nó. Em cho không nó ăn, chắc. Cay lắm bỏ đi. Cay lắm em không ăn. Nói đi. Khó lắm, em bây giờ dạ bận ngôi sao trong làng. Hà làng gì nhỉ? Nhà mình có mấy người trên Hằng, người nào cũng giỏi về lô đề. Lần trước có chị Hằng trước nhỉ? Hằng Bắc Giang. Em ấy nổi tiếng ông làm hôi nách. Ôi giời, có cái lông mày là bà nhổ cho bằng chuyện mẹ hết rồi đâu. Bà có nhổ, ngồi nhổ này. Vừa va vừa vẩn. Ôi cạo, trụi. Nó là sông Mu Hẳn. Phang trụi Hẳn. Dạ không chị ạ. Để chân xuống. Nói chuyện với bậc chị em cho chân xuống, em cho chân xuống không ngồi, không cho chân lên như này. Em ở chân xuống dưới. Cháu xin một tiền đi đây cho cháu. Ờ, xin phép Ngọc Hiếu ơi. Nước á? Mày ngày nào cũng xem mà có người nào cho số không ấy. Lấy, địt mẹ nhà mày, tao phải cho mày số à? Địt mẹ thằng Ngọc Hiếu. Mày thích số đúng không? Mày lên mày gặp Hằng Hằng cho mày số này. Địt bà nhà mày, mày lên xin Hằng Hằng cho mày số. Tao giờ tao đéo biết số đề gì cả. Mày có thích xin số không? Xuống mẹ mày gặp trực tiếp Hằng Hằng cho mày số. Làm sao mày ngồi trên này mày sủa làm cái gì? Lại có giấy không? Địt bà nhà mày. Cái Facebook mà không có cái ảnh thật thì mày chơi cái gì nữa? Tôi có ngày mai tôi đi công tác ở Quảng Ninh. Ngày mai tôi đi công tác ở Quảng Ninh. Tôi sẽ đi công tác buổi chiều mai, trưa mai. Đến tối mai tôi về Hải Phòng. Tôi đi Quảng Ninh tôi có việc. Sao như thế mà anh cũng đi được? Giờ này mới vá thì ai vá cho anh? Để mai. Giờ nay không vá rồi anh đi nên để phục vụ cả ta. Địt mẹ nói to cái gì thế này. Mai có mặt Quảng Ninh, anh em nào thích gặp tôi thì giao lưu kiểu gì cũng được nhá. Giới thiệu tất cả cộng đồng anh em là ngày mai tôi về Quảng Ninh tôi làm việc. Và đấy tôi xem lô đất để tôi xem một số công trình của tôi. Chú Đốc về họp rồi, họp quốc hội rồi. Được điều lên tiến trên họp quốc hội rồi. Ủy ban nhân dân quyền năng Chu Bá Đớp sẽ trao quyền giải thưởng nhường lại cho Hằng Sư Mama. Hằng ơi, Hằng, em giờ đít cho mà khai thế. Hả? Giờ đít cho khai thế. Số hổ cái đéo thì quay mặt đấy. Máy mũi cho cả nhà xem. Máy mũi quay đi nhá. Mình mai tôi có mặt ở Quảng Ninh thì tôi livestream chỗ nào anh em gặp nhau cũng được nhá. Một cái điều đặc biệt đấy anh em phải hiểu như này này. Hằng là một người cho số đề thông 14 ngày nay. Thằng nào không tin, không tín, chúng mày đến hỏi. Mỗi một buổi chiều mọi người đến phủ hỏi Hằng, Hằng đọc cho xem. Đọc công khai cho bà con xem. Chứ không phải trình bày làm gì đau đầu à. Có thuốc cai nghiện nhá, thuốc chuột. Xin phép anh em nhá, ngày mai có mặt ở Quảng Ninh. Mình đi công tác đấy. Không có gì thay đổi là có thể đi mua 1-2 suất đất. Hợp lý đấy nhở. Trạng ơi ra Hạ Long xây chùa. Xây chùa bà Năm Phương. Bà là quay ra biển. Xây chùa, xây miếu chúa bà Năm Phương quay ra biển, hợp lý đấy. Ngày mai tôi ra Quảng Ninh mà xem một lô đất nào mà hợp lý, tôi sẽ đầu tư xây một cái miếu quay ra biển. Hết bắt đầu đùi. Tôi sẽ ra Quảng Ninh xem là chỗ nào đẹp mà quay ra biển. Sẽ xây một cái phủ lắm đức nhỏ nhỏ ở đấy. Nếu anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ ngày mai anh em gặp nhau.
Ôi thôi chết cha rồi. Đi nhiều. Tí ra cầm cho bình chữ ấn mọi người. Tí ra cầm cho mẹ bình cái siêu tâm liên ra để chữa cái viêm họng. Đắng nhét. Mấy cái mật ong. Đắng kinh luôn. Siêu tâm liên. Hôm nọ chị nhai chín lá. Chị đang hoa này. Anh hậu ra anh bảo là ra lấy chín lá nhai, thế là chị nhai đắng nhét. Nhai không khỏi? Hả? Khỏi không? Vẫn đang hoi này, mới nhai một hôm. Chị nhai từng lá một mà. Hoa nhá. Bây giờ chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là lấy mật ong, ngâm mấy là phật thủ ấy. Nhái lát ra ngâm vào cổ qua đêm 2 ngày, 3 ngày, đến ngày thứ tư khỏi. Anh rể đang ho ra mà đồng. Em bị viêm amidan mãn tính. Không, nhưng mà anh rể bị ho ra đầm vàng luôn. Nghe em này, ho amidan mãn tính, viêm họng hạp và amidan mãn tính. Chị bị thế. Thế mà bây giờ khỏi. Mà anh đã làm rồi. Trong này, nhưng mà phải chữa trong vòng lửa đáng. Cái phần tủ ấy, cắt ra, ngâm vào trong cái, cắt tận mỏng ra, ngâm vào trong cái thái lát, gọi là thái lát ra ngâm vào mật ong, phải là mật ong chuẩn, ngâm vào xong rồi nhai lát để trong cổ họng, đi ngủ không được nhai nuốt, mà nhai lát để trong mồm, để luôn cái lát ấy mình ngậm trong mồm, không nhai lát ra để trong cổ họng mình, sáng hôm sau ngủ dậy em xúc miệng, khỏi 100%, bởi vì em này viêm họng hạt mãn tính này, amidan này, mỗi lần ho kéo dài cả tháng, mà nó kéo dài một thời gian rất là lâu, mỗi lần 10 ngày nửa tháng sốt ly bì, rất khó chịu, rồi uống kháng sinh rồi lại nóng táo. Về sau em chữa bằng này khỏi. Mà đến bây giờ là không bị. Đám gì? Đám gì? Chị ta thì lấy điện thoại cho em đọc. Trong giấy. Cả năm không trả đấy. Xin chào anh em mà chúc anh em may mắn nhé. Hôm nay là ngày lịch dương bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là mùng 8. Hôm nay mùng 8 tháng 10 năm 2019 tại phủ Long Đức số 11 đường Gê Phật Tô Quảng An thành phố Hải Phòng. Số điện thoại của mình là 0374375999 tại phủ Long Đức. Số tài khoản của Phú Đức là Nguyễn Hoài Đức, chủ của Phú Đức, là số mã tài khoản là 0, số mã tài khoản là 10700226585 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Lưu ý tránh trường hợp lừa đảo có trên các Facebook đi lừa đảo xin tiền xin thẻ cao, lợi dụng vào những hình ảnh của mình để đi xin tiền các bạn, thì các bạn lưu ý là gọi điện thoại trực tiếp và liên hệ qua Zalo của mình. Tất cả các Facebook sai về mỗi giờ phát lại livestream đều là những Facebook lừa đảo. Ví dụ như thời gian đăng lên không đúng như ngày hôm nay là hồi giờ là 8:30. Ồ cái này thử đấy. Chị đang muốn chị bảo chị gọi điện trực tiếp cho nó, em có ý kiến gì không? Bởi vì bên chị có cơ sở. Được. Đăng ký. Đợi chút, cái việc này là phải giải quyết, không để lâu rồi. Đợi chút. Thì tránh trường hợp lừa đảo các Facebook xin tiền xin thẻ cào, anh em gọi điện thoại qua Zalo, tôi không có fanpage, chỉ có Facebook thôi. Nguyễn Hoài Đức bởi bị giả danh rất nhiều, tốt nhất là không lên tìm Facebook nữa, sử dụng số điện thoại của tôi tìm vào Zalo của tôi hay là Viber, Sky với Yahoo là một phát các bạn sẽ tìm được tôi. Khi chat với tôi các bạn gọi video lập tức tôi sẽ trả lời các bạn ngay, còn bình thường tôi không bao giờ trả lời cho ai, tôi không nghe điện thoại của ai trừ khi những cái cuộc gọi video gọi là tôi nghe, tôi trả lời. Còn chào tất cả bà con nhá. Bỏ anh mở đi. Làm gì? Xin gửi lại lời chào với bà con anh em nhá. Cảm ơn em nhé. Đấy, cái này không cần phải ấy đâu. Cái này ngồi đây nói chuyện mấy anh em đây là được. Cái việc này ý là chị ở chị xuống thì tự xử lý được không? Ngồi bàn nhau đi. Hiểu chưa? Em tránh nha.
Cái này là ở tại phủ. Mình hôm nay đi làm từ công tác ở Hà Nội.